anh em trên mạng là bao nhiêu cái này? Con này chưa báo giá. Chưa báo giá. Đấy. Ai yêu thì thiện chí alo nhé. Alo. Alo vào vùng kín. Bây giờ đã dọn hàng bên Long Biên chưa? Chiều đi Ninh Bình. Lại có hội Ninh Bình. Hội Ninh Bình ở chỗ nào? Nhà thi đấu. Nhà thi đấu tỉnh. Còn nhỉ, cái ngày cao khoảng độ 30. Thế thôi. 30. Đấy, vừa có trước đây rồi. Đo cho anh em xem luôn. Này tổng tàng nó 42. Đấy. Hơn 40 đấy. Bóng rộng là hơn 40 đấy. Cao con này không? Có 30. 30 thôi. 30. Đấy. Chậu này chắc nó phải cỡ 35 nhỉ. Yeah. Chậu này 40 đấy. Củ bì là 40 đấy. Cổ đấy. Đấy. Bắt tiền này. Bắt tiền. Bà nặng ghê ấy nhỉ. Đây là xoay bắt hàng nhiều đầu đấy. Xin đi 38. 38. Đấy, thấy màu đấy rồi. Đợt đầu tiên đây thấy đấy, bất ngờ quá là đây, chúng ta chị em mình vượt nhau cái xem là thế nào. Đấy. Được, vượt nhau luôn. Vào việc luôn. Vào việc. Kinh đấy, dân chơi đấy nhìn phát. Được, chị em mình vượt nhau. Đây này là chị gái này, dân chơi đấy. Mình chắc không biết mặt thôi chứ chắc ở nhà là cũng nhiều đồ gấu đấy. Khả năng là nhiều đồ gấu. Ở đấy, đang ngồi nhợ ở đấy. Ngồi nhợ ở đấy. Ăn đi. Tiền đây chứ đâu. Chén đây chú. Ui dồi ôi, anh làm em mệt quá rồi. Bố lên tí nữa. Anh làm mệt mà ốm rồi. Giờ. Đấy, các bác. Vật cho mày đi. Ông Minh hôm qua vớ được con ấy sướng quá nè. Ừ, nó thôi để giao lưu cho anh em biết nhau. Hôm trước nó hỏi em bảo là Long Biên có còn không, bảo có lên ngay đi còn kịp. Thế là ông mò lên thật. Đây này, mặt chơi đây này. Con này nuôi đỏ nữa, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đặc sệt. À quên đọc cục số các anh nhỉ? 097 097 515 515 6620 đấy, Hưng Nguyễn. Anh em chuẩn bị đi Ninh Bình thì lại gặp nhau dưới đấy. Thấy chưa? Đấy, nhìn đi. Đó, đồ sổ lắm. Có tiền. Hôm nay cây cối cũng có vẻ lưu tiêu lắm. Lưu tiêu. À đây, mai thì mai được vừa bao nhiêu rồi? Con này giao lưu 2,5 triệu. Trần kia đầy đủ đấy. Kinh này dễ của nó ăn hết cái đất nhỉ. Đấy. Quá nhỏ. Đây cũng phi đây. Nó có cái tay phông nên ra đây lối miền Nam về cắt nhanh. Thoát cây này đây nó bóng lệch nam nó cây kiểu cây bài nó cứ ấm thôi biết cũng cái xì kiểu xì đấy 4,5 triệu ổi ổi hay hết đấy, ổi hay lắm, ổi có độ khó đấy chứ. Bệ bãi ghê, có độ khó đấy. Rơi tay nước này một tay bên tay rơi một bên tay phóng điệu đấy, bên tay bay này nó cốt già nhỉ, giờ bệ dễ sạch sẽ nổi lên nghe đấy. Cái này là bao nhiêu tiền nhỉ, quên mất. Cái này giao lưu 5 triệu các bác nhé. Ta nhé, ổi ta 5 triệu, thân cốt tay cảnh họ hoàn ổn định luôn, sạch sẽ, hàng chậu lâu năm đấy, bệ dễ này. Mới thay cho cái chậu đẹp. Nhưng mà chậu ấy đẹp đấy.
sạch sẽ. Đây còn ông này nữa. Giao lưu có chục rưỡi. Rất nhiều xi. Hôm nay có nhiều đồ không? Không mấy con. Đâu nhỉ? Bên này à? Không không, đấy của ông Ngạn. À ông Ngạn đây à? Mới ăn có mấy cây trong thùng rồi hết rồi. Còn để vẫn để bên kia nhỉ, chiếu để bên kia nhỉ. Bên kia hết rồi. Bán kinh nhỉ. Đợt Long Biên có khi bán hay hết nhỉ. Bằng Bắc Ninh. Đây à, con này cũng rất cũng của mình dành. Thành à, Thành mà bán chậu không? Chậu, chậu với cho nó đi. Được phết đấy chứ nhỉ. Bé nhưng mà đóng cút rất hay. Chậu. Hai cái tùng ngự ở đây rồi. Tí nữa giả đợi anh Viễn nhá. Tí, giờ việc đã. Hai ông này rồi để chắn đường này. Chắn đường. Chắc của ông ấy kìa. Của em. À thế à, của bác à. Ờ. Bắt bắt cùng bọn trở về trong thành. À để rồi. Mua trở về cho nó. À mua rồi gì? Báo giá thì con này 20 triệu. Vẫn báo à? À có nghĩa là vẫn giao lưu lại. 20 triệu. Được phết đấy nhỉ. Lại cả chậu. Cả chậu luôn. Đẹp. Kinh đấy nhỉ. Hợp lý, yêu thương đấy. 20 triệu là giá là yêu thương. Thùng già đấy. Không cộng nhiều. Đấy, thùng già. Giá đi chậu. Đấy. Còn con bên kia thì sao? Con bên kia 26 triệu. 26 triệu. Đấy. Đầy đủ đấy. Bây giờ thì có đây này. Bán nó đầy lắm rồi. Đây con bên này 26 này. Con bê tông nó đẹp. Nhìn nó mịn màng hơn. Con này luôn. Con này dáng đẹp. Đường gần nó co lát rất đẹp. Cái trứng đơ. Đây này. Chuyển thân của nó rất là tuyệt vời. Nhìn để các bạn thấy tối quá trời nhìn thấy. À. Đó. 26 đồng. 26 đồng. Đẹp đấy. Hoành tráng. Hoành tráng. À, chậu đẹp đấy nha. Chậu đẹp đấy. Này bây giờ trở lại mấy củ à nha. Mấy củ. Đúng. Ok. Xong gian hàng của bác Cương rồi. Bán hàng không anh? À, đây lắm sim quá nhỉ. Rất sim mà. Bao nhiêu tiền một cây bác? Cây này á? 300 cây. 300 một cây. Kia cũng thế nhỉ. Sim tím. Đây có cây nữa này. À đây. À, kê đôn luôn à. Bị kê đôn luôn hay sao đấy bác mà mang đôn ra đây? Đâu, cây, cây sinh củ. À, tại sao có cây cảnh của nhà được không? À, cái đôi này cũng của mình à? Cái
từ phố Nhã. Thân thủ tay cành thì nó làm được khó. Bán cây nào chưa? Chưa, bán cho mấy cương cây. Mấy cương cây. Chưa có mấy ông cũng hỏi số của chú, chú có giao dịch được cây nào? Chưa. Bán cái tiền nữa, tô cái xanh năm đèn đẹp lắm mày, nó chưa bán. Cây siêu siêu ở trên mái á? Không, cây trực bẻ tay cắt giật cơ. Bẻ tay? Cao 18 phân. Mà 18 phân mà bẻ tay? Một cắt giật hết, nó đống rúm hết nha. Có ảnh không? Có ảnh không? Chưa thay chậu, cứ bán thằng đồ ta chợ cho nhau. Thân bằng này, có chục bảnh nữa thân. Thân bằng này, bẻ 6 tay bằng này. Có bẻ biết không? Không có cái bẻ 5 điền rồi. Bao tiền cây này? Cây vào 8 triệu rồi. Không dám thôi. Đẹp đấy, điều là đấy. Điều là đấy. Không dám, được. Đấy, không có cây hồng một bài rồi. Có vết bẩn chứ không? Vết bẩn thì làm quá, trở vào. Tao chưa bán. Mua chậu 2 triệu rồi ăn cánh rồi. Chậu này đấy bằng này thắt ra mầm. Thắt ra mầm. Có hòm hòm kia. Hòm 70% rồi, 80%. Giờ chỉ nuôi 5 bông thôi. Ngày hấp dẫn chắc cứ bằng cái cây này. Chắc cao bằng cây này. Thấp hơn nhiều. Thấp hơn nhiều. Chi này bao nhiêu? Chi 8 triệu. Cảm ơn các bạn. Đấy, xong rồi. Sang khu vực khác.